hết rồi lấy giúp hết rồi thì giúp gì nữa, có mà không giúp mới có tội, còn không có không giúp thì Nam Mô A Di Đà Phật cầu nguyện cho con thoát tai qua nạn khỏi bệnh đi hết gì gì nữa. Nghĩa là cũng có lòng, lòng tốt, điều kiện thực tế thì chưa có được, chỉ có cầu nguyện là xong rồi. Cho nên tôi cầu nguyện giỏi hơn là chỉ tôi khôn lắm, cầu nguyện là giỏi hơn là, nghĩa là mình đã có ý tốt mặc dù mình không có điều kiện. Để tôi kể cho quý vị nghe. Bây giờ mới nãy giờ tê cẳng chưa? Chưa thầy. Chưa hả? Còn đứng chạy được hả? Bây giờ nói nè, có những vấn đề mà không, thầy không bao giờ giúp. Đây là mới kể từ đầu thôi chứ nó xa. Có bà sư cô kia cả ở đây nguyên tiền để làm cái bạc kinh, thấy không? Cái gì cả tở như quý vị là thầy giúp không? Giúp gì nữa? Thầy chùa không giúp thì giúp ai? Đúng không? Nhưng mà đâu có là tôi bỏ đi ra một chỗ khác mà không cho một đồng thì không có cho một đồng mà còn đi bỏ ra chỗ khác nữa. Tôi ra biết đâu ngồi đâu, tôi ra mặt kinh tôi khỏi, mặt kinh mình còn hư chưa sửa hết. Tại sao? Cái đó không phải là cách nạn, cái đó không phải là cái việc cách, không phải là nạn phải cứu, mà cái đó là lòng mong muốn. Mà cứ đến rồi quên, rồi cứ cho, rồi muốn càng nữa thôi, lòng tham càng thêm thôi. Cho nên không cho thì ghê vậy đó. Nhớ điều này, anh là một vị tu sĩ, chị là một vị tu sĩ, thì bổn phận của anh chị phải làm gì? Bổn phận của anh chị là hàng ngày chăm lo tam bảo, đọc kinh, ngồi thiền, coi kinh sách để phát huy cái nội lực, để phát huy trí tuệ, để giảng dạy cho người khác, đúng không? Cuối cùng đem hết tâm lực ra, nghĩa là đem hết cái công sức và cái lòng thành của mình để phụng sự chúng sanh, của bổn tự của mình. Nếu một người tu sĩ nào mà cũng làm được những điều như vậy thì ta bảo đảm cái chùa đó không bao giờ có chuyện đi xin người khác, có chuyện đi quyên của người khác. Chẳng hạn như thầy có xin này không? Có quyên này không? Không. Bởi vì mình làm hết bổn phận một tu sĩ thì cần gì phải xin người ta, có thì làm, không có thì thôi. Mà người nào làm vậy thì không bao giờ thiếu. Bị anh giả, anh dạy, anh tu, anh phụng sự thì người ta nhìn cái cách sống của anh, nhìn cái tu của anh là người ta ủng hộ anh. Anh không muốn cũng có hết, chứ cần phải đi nguyên giới dẫn động, cần gì phải tổ chức văn nghệ. Cho nên không cho là để họ nói cho họ biết làm phải như vậy. Bây giờ anh làm chùa to, làm Phật lớn để làm gì? Trong khi Phật tử anh không có giảng cho họ nghe, anh không tu cho họ học kinh, anh không phụng sự cho họ họ mới, thì chùa to cột bự cũng là cái xác không hồn. Tôi nghe nói những cái chùa, những cái tiểu bang nhỏ nhỏ đó nha, rẻ rẻ, tôi tính mua qua bển mua vài cái chùa nữa đó, đất rẻ lắm, ta mấy chục ngàn là mấy mẫu luôn á, thấy không? Nhưng mà hỏi gì cái Phật tử đâu mấy chục, một tuần chỉ có 50 người, 20 người thôi, lễ lớn chỉ có 100 mấy nha. Thì hỏi vậy chứ lập chùa to cụ tử mà Phật tử không đến thì sao? Lâu ngày chạy tháng đó không có đủ tài chánh để mà duy trì, ra bán chùa thôi, dẹp chùa thôi, để nó cho người này thách, có người sắp à? Đúng không? Rồi chưa nữa nghe, cái thế hệ trẻ bây giờ nghe, nó internet, không? Nó chơi game, nó đâu thèm đi chùa, đúng không? Mà nó lại chùa, nó gặp mình không có giá trị về đạo lực, không?
không có giá trị về trí tuệ, không có giá trị về tinh thần, không có làm gương cho nó thì nó đi chùa không? Nó không đi chùa. Vậy là phải chùa dẹp nó. Đúng không? Hãy nhìn xa thấy rộng này bây giờ nè, băng rồi kia kìa. Bỏ không ai thỉnh thỉnh kìa. Bởi vì người ta lên mạng người ta có liền, họ cần chứa. Đúng không? Vì vậy, ông thầy, bà sư cô mà muốn Phật tử đến chùa thì phải làm sao? Phải trao dồi cái đạo lực của mình. Phải làm cái nhạc sống, quên giảng sống. Là phải giảng viết ngay lúc này, chứ phải lên bên kia mà mở băng mà nghe. Tôi đang làm đây nè. Rồi á, là người ta còn phải thấy cái gạnh của mình để làm gương, để phát tâm. Thì người ta mới tính mình, thấy mình có trí tuệ, thấy mình có gương hạnh, thấy mình có từ bi, thấy mình có hy sinh, người ta mới đến chùa. Đúng không? Còn mà bà cả là không biết gì hết, không giảng gì hết, cứ tối ngày quyên góp vận động cất chùa lên mà rốt không ai đi hết, thì hỏi làm cái gì? Bây giờ đó, còn đi chùa là tại vì truyền thống, lập khí ở Việt Nam nó còn qua đây là dài tụt tụt ở này, chứ 20-30 năm nữa ha, không ai đi chùa đâu. Nếu mà kiểu mà quê mùa, cung kịch kiểu đó là không ai đi chùa, không có vụ kiện người ta được đâu. Nghe cái vụ phát trơn rồi, không tin bây giờ nít đâu thành đi chùa, không đi đâu thành chùa, vợ nhà nó chát, nó chơi game lắm. Mình phải có cái gì đó để người đó thấy được cái giá trị của sự tu hành. Chứ còn mở chùa tốt của tôi qua, tôi giảng đây có gì tưởng đâu tôi nói bác cái chuyện thành lắm hay là chỉ thích không. Đây là lời dạy cho quý vị tu sĩ ngó lại chính mình, ngó lại cái điều thiện của mình, mà làm cái điều thiện của một vị tu sĩ mà bỏ đi cái lòng tham. Tham quá trời, ăn thì có người hầu, ăn thì có người hạ, ăn thì có người phụ sự, mà muốn thì muốn quá trời. Vậy thầy tu có tham hơn không? Có tham hơn thế gian không? Thế gian tham á, mà đâu ai đâu có bốc, đâu có mà chụp giật được. Còn thầy tu tham hả? Chụp giật lẹ lắm. Quý vị hiểu không? Quý vị thấy không? Quý vị có tham á, lâu lâu mới lừa được bà thôi, hay là lâu lâu có mới chụp giật được một câu chuyện thôi. Còn thầy tu mở miệng có người giúp, mở miệng có người cứu, thì cái tánh đó là tánh tham tập lần, cái tánh tham. Mà muốn bỏ tánh tham đó thì phải tự tu đi, thì lúc đó mới bỏ được cái tánh tham của mình. Cho nên thầy nói là thầy tu tham dữ lắm, tham một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Quý vị nói thầy tu, thầy nói chuyện đó đúng là trùng trong sư tử, ăn thịt sư tử. Thầy chùa mà thầy quậy thầy chùa quá đi, thầy nói xấu thầy chùa, không bao giờ nói xấu thầy chùa, mà chỉ cho thầy chùa cách sống, cách tu cho đàng hoàng. Thì tôi nói cho nghe nè, tôi cũng hỏi ro hỏi ren lắm, tôi dạy chúng nhiều chuyện hơn. Có cái chú kia, chú đi qua bên chùa kia, tôi hỏi cha, qua bển gặp ông thầy đó cũng là giảng sư, cũng biết được nhiều người biết tiếng. Tôi hỏi cha, qua bển rồi có chùa đâu không? Nó không, có mười mấy người tuần này thầy. Nó sao kỳ vậy? Ông giảng sư nổi tiếng mà, ai biết mà không, tại vì ông đi giảng pháp nhiều chỗ chứ chùa ông không có giảng. Thì như vậy thì chùa mình không có lo cho bổn đạo của mình, nghe cái lời kinh, lời pháp mà đi giảng chùa người ta để làm chi? Đồ tử đâu có, ở địa phương không có ảnh hưởng gì hết, mà đi chỗ khác giảng, rồi đến chùa ở nhà giác que, thế tôi lấy làm lạ. Cái em nó nói thầy, con nói thì đi qua tôi mới thấy cầu phước à, chùa thầy lúc nào cũng đông hết trơn, cái kẹp thôi. Kỳ đó, họ kỳ đó, ông Trần Tỷ đó, còn bữa nay trận mưa mà chùa thấy đông là thầy có bước lắm. Cái tôi lần thứ hai trong tuần tôi hơi nở lên một chút. Tại sao không giảng ở nhà mà đi giảng chỗ khác, để chùa nhà giảng que là sao? Đâu có gì lạ đâu, giảng nhà đâu ai cũng đi chỗ khác có người cũng vậy. Bà có phải là hoàng dương chánh pháp hay không, hay mục đích gì tư lợi? Đó chính cũng là bất tâm bất thiện. Cho nên ở đây nè, mình là Phật bổ xứ, mình ở địa phương nào lo hoàng đạo ấy, chỗ đó
đem cái tư tưởng, đem cái suy nghĩ, đem cái